mình là Jenny Slime đây và hôm nay mình sẽ thực hiện một cái thử thách gọi là Slime Nguyên Liệu Bí Ẩn. Ở đây với Hi. Thì trong cái thử thách này mình sẽ có rất là nhiều nguyên liệu như là sốt, này packaging peanut, cái đồ mà để đóng gói á, và giấy, mấy cái con mắt googly eyes, đồ thức ăn hamster, rất là kinh dị phải không? Jelly cup, sốt màu hồng, màu tím và màu xanh, kẹo big bubble, mình có hai màu thành phẩm vàng và màu hồng clay, nước sét, nước to hơn là gì á? Charm, rainbow, cầu vồng, borax, mình không được pha vào nước, mình chỉ bỏ borax vào trong cái kẹo thôi. Snow wonder, tuyết nhân tạo, slime. Mình sẽ có những cái con số, mình sẽ bốc thăm theo cái số của mấy cái này nè. Oh yeah. Yeah. Mình sẽ có một cái poll trên Instagram, tức là một cái mà chọn gì đó các bạn, cái sẽ coi thành quả của hai cái slime. Và nếu như cái slime nào mà có nhiều like nhất, nhiều người bình luận, phải, nhiều người bình chọn nhất thì sẽ thắng, và người thua là sẽ ăn fire noodle. Cay lắm á. Bây giờ mình hãy vào video thôi. 1, 2, 3 ra cái gì? Số 2. Số 2 là gì? Đồ ăn của con chuột hamster. Phải bỏ hết luôn. Yêu à. Yêu đã chết luôn á. Yêu. Ok, mình xong rồi. Yêu à. Yêu đã chết luôn á. Yêu. Ok, mình xong rồi. Giờ mình sẽ chọn một cái con số. Số 10. Yay. Hạt gumball. Đây là những cái hạt gumball. Ew. Rất là ngon ngon. Vào đây. Ê. Mình nghĩ đồ ăn bột thêm xoay ngon hơn. No. Khi bây giờ mình sẽ trộn cái jelly cube với slime và với đồ ăn của con chuột hamster. Cái jelly cube với slime và với đồ ăn của con chuột hamster. Mình chắc là bóp. Kẹo xinh gum. Kẹo xinh gum trộn với gumball luôn nè. Thất mật luôn á. Các bạn biết là cho đường vào slime nó sẽ bị chảy đó. Chảy. Rất là gớm. Rất là thơm. Mình sẽ cho Big Bubble vào slime. Sao chỉ có màu đỏ và màu đen thôi. Mình xấu quá. Ok, bây giờ mình đã cho Big Bubble vào slime rồi. Bây giờ mình hãy trộn. Mười lăm. Tuyết nhân tạo. Eww, gớm. I have to put the whole thing in. No, not the whole thing. Ok, bây giờ mình sẽ chọn một cái nữa. Số 6 là cái packaging peanuts bột. Không phải. Mình không biết nữa, cái này là kiểu như là cái mút
thì đó. Mình thấy cái này nó cũng mình không thích lắm vì nó bị sốt cái dòng xanh, nó bị chảy dòng xanh đó, nên mình cũng không thích cái này. Ghê. Mà lộn rồi. Số tiếp theo 12. Richard. Như là trên camera nó nhìn đẹp nhưng mà nếu sờ mà đời thì các bạn thấy xương gum mà trộn với slime là nó. Các bạn thấy bao charm vào đẹp không? Phải. Số này số rất là may mắn phải không? Yeah, rất là may mắn. Yay. Hey. Có basic slime nữa. We have like slay slime. Yeah, màu đẹp hơn, màu cam rất là đẹp hơn cái màu xanh ngang. Mình gọi cái đó là hamster birthday cake, có nghĩa là bánh sinh nhật của con hamster. Ok, tiếp tục. Thôi ba. Oh no, kẹo. Đồ ăn như là con. Có hamster, còn có kẹo marshmallow, và nerd nữa. Cảm ơn kẹo nerd đó. Tổm. Yêu nó chảy tà le nè. Twenty minutes later. Ew. Bây giờ là lượt mình để chọn thêm một cái số nữa. Số 1. Yeah. Số tiếp theo. We bought. Có một cái gì trang trí cho một cái slime rất là kinh tởm của mình. Bây giờ là turn lượt chơi của mình. Số 5. Not bad. Giấy. Bạn nào chưa bao giờ giấy vào slime, mình cũng chưa bao giờ giấy vào slime thì mình cũng không biết nữa. Và nó sẽ bị sao? Cái này nó đỏ hết rồi. Yay, slime giấy. Sáu. Màu vàng. Mình muốn màu hồng thì làm sao? Màu vàng sẽ có một cái slime màu vàng. Có đồ ăn hamster, những cái kia long hamster phải không? Thì nó có cloud slime bên trong cloud cream trong đó nữa. Mấy cái marshmallow này nó thật là khó trộn vào slime. Cái marshmallow nó cảm giác như jelly cube. Nó bóp vào trong slime. Đã, hơi đúng gì. Bây giờ mình sẽ chọn một cái con số nữa. Đây là gần cuối cùng rồi. Mình chỉ còn ba cái. Đấy là borax bột rất là kinh phải không? Kẹo cũng rất là kinh nữa. Kẹo này là kẹo Afalabe và những kẹo khác nữa. Và bao thực phẩm. No! Mình đã trúng borax bột. No! Các bạn có bao giờ chơi borax bột và slime chưa? Nó chưa rất là kinh luôn á, nó chỉ là ta bóng cục vào và nó có đủ thứ gì đó. Bột. Mình sẽ cho một chút xíu borax bột. Slime của Jenny hỡi y chang như là kẹo xanh gum. Yeah. Một cái mẹ bạn nào mà không có mua thì nhớ cho kẹo xanh gum màu slime như cả thơm hơn nhé. Mình thấy cái bói bột vàng nó kiểu như là những cái chất giả vậy đó. Nó rất là bóng cục như là cái này á, nó rất là gớm. Nhưng đã đâu có gớm đâu. Nó rất là lạnh lùng như sao không biết nữa. Ai, mình không muốn kẹo. Candy. Kẹo hả?
Yay! Nếu vậy mình sẽ trúng cái này. Màu thực phẩm màu hồng. You can call it racist. Yeah. Except these little ones. I'm gonna make it like a peach color. Trung. Kẹo ngon vậy em cho cho slime thủ phí quá à. Mình cho màu hồng vào mà nó không có đổi màu gì hết. Thất bại quá. Xuân Ngay sẽ gọi cái slime này là Candyland chứ là làng kẹo phải không? Vì cái này đường quá ăn vô siêu ngọt luôn. Chúng sẽ bị cái việc đáng đáng của đồ ăn caster. Cô mình thì nó rất là cay mà nó không có thích kẹo. Mình ăn vào một cái kẹo nó ngon. I might not wake up. Đi ăn trộn chưa? Tương đen cái mì này. Mì. Oh, thì Jelly phải ăn. Sẽ thuộc vào ai? Thì là sớm. Yeah, sure. Yeah. Ai thua sẽ phải ăn mì đó. Siêu cay nhưng mình nghĩ nó sẽ rất là ngon luôn. Của mình chơi rất là đã luôn á. Và nếu các bạn biết là trong đây có gì, các bạn biết rồi, thì mình nghĩ là các bạn sẽ không muốn chơi. Thì trước mình sẽ làm video cho những A few moments later. Đã cho lên story để các bạn hãy bình chọn cái nào đẹp hơn nhé. Đây là quái vật khùng của mình, Jenny, và nó rất là xấu, nó màu cam rất là xấu. Nhưng đây là sinh nhật của Rainbow Dash của Xuân An và yeah, nó rất là đẹp luôn phải không? Hãy coi ai được nhiều hơn. 2 hours later. Các bạn ơi, mình đã có cái result. Kết quả rồi. Đây là kết quả. Mình chỉ có 31% lượng chọn thôi, nhưng Xuân An lại có 69% lận. Nên 12 o'clock midnight. Mình có sữa Milo, Milo ở đây để dự phòng sẵn sàng cho khi bị chết. Cái sốt chết của mình. Mình không có mặc cái unicorn onesie tại vì nó nóng quá là nóng. Hửi thấy mùi cay luôn á. Mình sẽ sẵn sàng có cái Milo của mình để khi mình sắp chết thì mình sẽ uống. Nó rất là ngon nhưng tự nhiên nó cay quá. Mà ăn mì này bạn nhớ đừng có cho vào cái miệng á, thôi nó bị cháy cái miệng luôn á. You kind of scared. Trời, hôm bây giờ là 12 giờ mấy rồi. Đêm ăn mì. Cái này mình nghĩ là các bạn mà ăn liên tục thì không cay phải không? Các bạn dừng lâu thì sẽ rất là cay luôn á. Các ăn là cay, tiếp tục cay miệng nó đang cay. Để nó quen quá.
mấy cái tay mình nó ủ, nó không có hoạt động được bình thường luôn á. Chắc mình bị nó hàng phút luôn á. 3 hours later. Can you move it along? Cảm ơn các bạn đã coi video này. Bye. Nếu các bạn thích video này, các bạn đừng quên bấm nút like và đăng ký channel mình nhé. Các bạn cũng đừng quên theo dõi Instagram và Facebook của mình để được cập nhật thông tin thường xuyên. Bây giờ mình chào các bạn. Bye.